Chỉ cần với cái sự không phóng dật là chúng ta đã có công đức. Chưa nói là mình hiểu được bài pháp nhiều hay ít, nhưng với hạnh không phóng dật, tinh cần, chánh niệm, các vị đã tạo ra phước báo rất là lớn. Do đó, để mở đầu cho thời pháp thoại hôm nay, sư muốn nhắc với tất cả hội chúng trong kinh Trung A Hàm Phẩm Đại, kinh dụ số 141, Đức Phật đã từng nói: con người bóng phóng dật là hay buông lung, chạy theo trần cảnh, dính mắc đắm vào sắc, vào tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Và do vậy, con người đó không có biết thiết chế cho bản thân mình được tiết độ trong chánh niệm. Do đó, một người tu tập trước hết phải xác lập: tôi luôn tu trong hạnh tinh tấn, không phóng dật. Dù cho nghe pháp, tụng kinh, dù trong các cái chương trình tu tập, hay là thi nấu ăn, thi cắm hoa, mặt này mặt khác, đều trong một tinh thần chánh niệm, không buông lung phóng dật. Bởi vì Đức Phật dạy, không buông lung phóng dật, đó là căn bản cho mọi sự thiện lành, mọi công đức lớn trong đời sống của chúng ta. Đạo tràng nghe có rõ không ạ? À? Sư muốn hỏi lại là đạo tràng chúng ta nghe rõ không? Xin cảm ơn các vị. Như vậy mình thể hiện cái công đức của mình ngay bây giờ là chánh niệm, không buông lung phóng dật, nhất là hình ảnh của người nữ chúng ta. Bây giờ điều thứ hai muốn gửi đến cho toàn thể đạo tràng: người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ như thế nào? Với người không biết tu thì họ nhìn cái đẹp là những hình tướng ở bên ngoài: mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim, mặt trái xoan, vân vân và vân vân. Dáng người thon thả, đi đứng lả lướt gì đó. Nhưng với cái nhìn của chánh kiến, cái đẹp của người phụ nữ thể hiện cái sự tu dưỡng đức hạnh. Bởi vì người phụ nữ là tượng trưng cho phái yếu. Nhưng mà trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy rằng người đàn bà có năm sức mạnh, sống trên đời hoàn toàn an lạc mà không sợ hãi. Năm sức mạnh của người phụ nữ là gì? Thứ nhất, sức mạnh về nhan sắc. Thứ hai, sức mạnh về gia đình, bà con. Thứ ba, sức mạnh về tài sản. Thứ tư, sức mạnh khi có đầy đủ con trai, con gái, và nhất là có con trai. Thứ năm, sức mạnh về giới hạnh. Có năm loại sức mạnh mà Đức Phật đã dạy ở tại vườn Ông Cấp Cô Độc. Tại sao lại nói sức mạnh về nhan sắc? Bởi vì sắc đẹp cũng là một phước báo. Một người con gái đầy đủ các căn: mắt sáng, tai nghe, miệng nói được, nghĩa là không mù, không câm điếc, không tập nguyền, đó là một phước báo. Đã vậy lại còn là dễ nhìn, dễ coi, dễ thương, dễ mến hay là xinh đẹp. Đó là cái phước báo chúng ta khi sống biết hy sinh cho người, biết quan tâm đến người, biết giúp đỡ mọi người và khiêm cung, nhẫn nại, tu cái hạnh đó trong nhiều kiếp sống thì nay mới được nhan sắc xinh đẹp. Cho nên một cái con người có một cái ưu điểm gì, mình đừng nên nghĩ là hên hay xui, mà đều gắn liền với nhân quả. Nếu chúng ta không có một nhan sắc xinh đẹp, nhưng chúng ta là người dễ mến, dễ thương, chứng tỏ chúng ta là người có giới hạnh. Mà Đức Phật nói có nhan sắc cũng là phước báo. Gia đình có cha mẹ đầy đủ, có anh chị em,
dòng họ quyến thuộc cũng là một phước báo. Gia đình đó có tài sản đầy đủ, đủ ăn đủ mặc để phụng sự mà không thiếu thốn, không bị nợ nần là một phúc báo thứ ba. Phúc báo thứ tư là người phụ nữ mà lớn tuổi á nha, trong gia đình có con cái, muốn con có con, muốn trai muốn gái đầy đủ cũng là một phúc báo. Và cái sức mạnh thứ năm là sức mạnh về giới hạnh. Rồi Đức Phật dạy rằng trong năm sức mạnh đó tạo nên một thế mạnh của người nữ chúng ta. Người đẹp cũng là một thế mạnh, giàu có là thế mạnh, có đông đảo bà con quyến thuộc là thế mạnh, có con, có trai, có gái là thế mạnh, và có đức hạnh là thế mạnh. Đức Phật dạy như vậy trong kinh Tương Ưng. Sư muốn hỏi toàn thể các chị em, trong năm sức mạnh đó, sức mạnh nào quan trọng nhất? Chúng ta trả lời xem nào. Nhan sắc, bà con, tài sản, con cái, giới hạnh. Năm sức mạnh đó, cái nào quan trọng nhất? Trả lời lớn sư nghe. Lớn hơn. Lớn hơn nữa. Xin cho một tràng pháo tay. Bởi vì Đức Phật nói rằng người phụ nữ có bốn yếu tố trên là nhan sắc, bà con, tài sản, con trai, con gái đầy đủ hết. Nhưng nếu không có giới hạnh, trong gia đình đó không có hạnh phúc, thường hay xung đột, bất hạnh, cãi vã, buồn đau. Khối người khóc trên đống, đống tiền. Khối người trầm cảm với sắc đẹp. Khối người đau khổ với vợ chồng, con cái. Mặc dù họ có đầy đủ bốn sức mạnh, nhưng con người ta có giới hạnh thì sống trên cuộc đời này, dù người ta không đẹp, dù không có đông đảo thân bằng quyến thuộc, dù không có nhiều tài sản, dù không có đầy đủ con trai, con gái, thậm chí có những người phụ nữ không có con, nhưng nếu có giới hạnh, họ vẫn có hạnh phúc. Bởi vì con người có giới hạnh thì lời nói, ý nghĩ, việc làm luôn tạo ra an lành, hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người. Mà con người đi đâu cũng đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, thì con người đó hạnh phúc nhất. Các vị có đồng ý không ạ? Mình trả lời có vẻ yếu ha, mình đâu mà. Các vị có đồng ý giới hạnh là quan trọng và giới hạnh đem lại hạnh phúc không? Đưa tay cao lên coi nào. Đưa tay cao lên. Đó. Người nữ mình rất nhiều cái sức mạnh, nhất là sức mạnh về lòng nhân từ, độ lượng, phúc hậu. Nhưng mà người nữ mình là được sống trong một đoàn thể gia đình Phật tử, tạo cho mình rất là nhiều duyên lành để mình được hòa mình với đại chúng, mình cống hiến phụng sự. Chứ có nhiều người nữ tự ti, mặc cảm, buồn phiền. Ở đây có chịu nhiều chị là có cháu nội, cháu ngoại, cháu cố luôn, phải không? Vậy mà lúc nào cũng trẻ trung, cũng làm anh làm chị, chứ không có già. Đó là thể hiện giới hạnh và sự tự tin vào đời sống của chúng ta. Đời sống làm theo lời Phật dạy. Các chị em đồng ý với sư không ạ? À? Quá tuyệt vời. Như vậy người có giới hạnh là người hạnh phúc hôm nay, và khi thân hoại mạng chung, mình chết đi, nếu xấu cũng không có sao. Có giới hạnh vẫn sanh thiên, vẫn sanh về cảnh giới cát tường. Khi mình chết đi, mình là người không có nhiều thân bằng quyến thuộc, không có con cái cũng không sao. Nếu có giới hạnh vẫn sanh về cảnh giới tịnh độ an lạc. Nếu sống mình không có giàu có cũng không sao hết. Nếu có giới hạnh mình vẫn sanh về những cảnh giới cực lạc an vui. Nếu không có con trai con gái không sao hết. Có giới hạnh chúng ta vẫn sanh về
cảnh giới tịnh độ bình yên là nhờ ở cái sức mạnh thứ năm, đó là giới hạnh của người nữ chúng ta. Nếu đồng ý cho tràng pháo tay. Nhưng mà nếu một người phụ nữ có hết những điều đó, phải chưa nào, mà thiếu giới hạnh là cũng coi như mất tất cả. Mà thiếu 1, 2, 3 yếu tố trên mà có giới hạnh thì vẫn không ảnh hưởng gì cho cuộc sống của chúng ta, bởi vì hạnh phúc hay khổ đau là yếu tố tinh thần quyết định. Các vị đi gia đình Phật tử ngành thanh lão dài hết, cũng có người áo dài vải cà tê, có người áo dài vải xoa, có người áo dài vải gì lụa, có người vải muslin, có người vải vải gấm, vân vân, thì cũng một màu lam thôi. Nhưng mà người ta đâu có nói cái chị này chị mặc cái áo dài gấm, chị áo dài gấm đẹp quá nên mình quý chị đâu, mà giới hạnh của chị dễ thương quá cho nên mình quý chị. Mặc dù cái áo của chị chỉ là bằng KT Việt Nam bình thường, vải 4 con ngựa bình thường, nhưng mà chị rất dễ thương cho nên ai cũng quý chị hết. Và chính cái giới hạnh để cho biết cái nhân cách con người nó rất quan trọng. Nhưng tất nhiên nếu được vải đẹp, lụa đẹp cũng là cái phước báo. Phước báo của người phụ nữ có tài sản, có của, hoặc là con cái được cha mẹ lo lắng, phải không nào? Cũng có người đi gia đình Phật tử phải xin chị một cái áo dài, chị bạn cho em một cái, em không có tiền mấy. Đó, nhưng điều đó đâu có nói lên là người đó bất hạnh hay khổ đau. Bởi vì con người ta hạnh phúc hay khổ đau là con người ta sống có giới hạnh và đem niềm an vui, hạnh phúc hy sinh cho người khác nhiều bao nhiêu, người đó có hạnh phúc lớn bấy nhiêu. Con người nào ích kỷ, sống cho mình thì dù cho nhung lụa gấm vóc, người ta vẫn khổ đau và vô cùng buồn tủi cô đơn. Nếu đạo tràng đồng ý thì một tràng pháo tay lớn. Như vậy chúng ta sẽ nhớ 5 sức mạnh. Chút nữa nha, hỏi lại, ai giơ tay có thưởng. 5 sức mạnh của người phụ nữ: sắc đẹp, thứ hai bà con thân quyến đồng, thứ ba tài sản, thứ tư có trai con cái, có trai có gái, có nếp có tẻ, thứ năm giới hạnh. Và giới hạnh là quan trọng nhất. Đó là bài học thứ hai gửi đến toàn thể đạo tràng chúng ta, thưa các vị. Bài học thứ nhất nhớ không? Không phóng dật. Tinh tấn, đó là điều kiện căn bản của thiện pháp. Ngày nào cũng tinh tấn, chứ không phải chỉ có ngày tu thì tinh tấn, còn bao nhiêu thì không, thì sống buông lung phóng dật thì chúng ta không có phước báo. Cho nên tuy sư giảng bài pháp cả giờ đồng hồ nhưng mà nó có ngành mé rõ ràng. Một, không phóng dật buông lung, nhất là người nữ. Hai, sức mạnh của phụ nữ có 5 sức mạnh, nhưng sức mạnh nào là quan trọng nhất? Và một cái bài thứ ba nữa muốn gửi đến toàn thể hội chúng. Đức Phật từng dạy rằng một vị vua họ mạnh là do có quyền bính trong tay. Đó. Rồi những người quan lấy sức mạnh là gì? Sa môn sức mạnh là gì? Phụ nữ sức mạnh là gì? Trẻ con sức mạnh là gì? Đức Phật cũng dạy. Ngoài cái 5 cái sức mạnh của người phụ nữ, Đức Phật còn nói lên cái sức mạnh của các loại người ở trên đời. Mà đối với một cái người phụ nữ không biết tu, họ không lấy giới hạnh làm sức mạnh, họ lấy cái khác. Bây giờ sư mới kể cho các vị nghe, cái người phụ nữ không biết tu,
họ lấy cái gì làm sức mạnh? Chúng ta vẫn tiếp tục trong hạnh không phóng dật, chánh niệm, tỉnh giác. Thế thì Đức Phật dạy rằng có 6 sức mạnh cho 6 loại người ở trên đời. Nếu trẻ con nó lấy gì làm sức mạnh? Khi nó chưa biết đi, biết đứng, nó chưa biết làm gì hết, nó nương vào cha mẹ, thì sức mạnh của trẻ con là cái gì? Đó, có một vị nói đúng rồi đó, là nó khóc. Nó khóc lên thì mọi người phải sợ nó. Cho nên sức mạnh của đứa bé là tiếng khóc. Vậy mà có người phụ nữ đã lớn cũng lấy cái sự gào khóc lên làm sức mạnh, thì mình rất giống trẻ con, đúng không? Con nít lấy tiếng khóc làm sức mạnh. Ai nữa? Sa môn bà la môn, sa môn người tu hành lấy sự nhẫn nhục làm sức mạnh. Ai nhẫn được chừng nào thì sức mạnh lớn chừng đó. Các vị cũng vậy nè, nhất là các anh chị mà là ban hướng dẫn đó nghe, vất vả lắm. Mà không có sức nhẫn á, tối ngày mặt nhanh mày nhó, tu tập không có niềm vui. Cho nên ai có sự nhu hòa nhẫn nhục, người đó có sức mạnh lớn. Đồng ý không? Nhìn coi anh chị nào mà thành công là người đó nhẫn, có sức nhẫn. Chưa chắc đã tài giỏi, mà người nhẫn là người đó có sức mạnh. Thứ ba, vua chúa lấy quyền bính làm sức mạnh. Đấy chưa? Quyền bính đông, vũ khí lớn, lực lượng nhiều, oai phong lẫm liệt, đó là sức mạnh của vua chúa. Kẻ trộm lấy vũ khí làm sức mạnh. Kẻ trộm đi ăn trộm, nó phải có dao đục khuất, đục tường, nó phải có cái vũ khí trong tay. Còn phụ nữ lấy sức mạnh là gì? Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm: này các con ơi, người phụ nữ không biết tu lấy sự sân giận làm sức mạnh. Sân, sự sân của người đàn bà rất khủng khiếp. Và Đức Phật nói người phụ nữ không biết tu lúc nào cũng sân hận và lấy sân hận làm sức mạnh. Mà chúng ta là người con Phật, học Phật, tham sân si là tam độc, phải giải hóa đoạn trừ. Mà Đức Phật nói người phụ nữ không biết tu luôn lấy sân hận làm sức mạnh. Cho nên người nào hay giận, hay hờn, hay bắt lỗi, hay chê trách thì chúng ta đang lấy cái sân giận của mình để làm sức mạnh, chứ không phải bằng trí tuệ và giới hạnh. Đạo tràng nghe rõ không ạ? À? Người tu tập lấy sức nhẫn A-la-hán thì lấy trí tuệ, đã chưa, để làm sức mạnh. Chư Phật thì tâm từ bi, đại trí đại nguyện để làm sức mạnh. Cho nên mình lấy cái gì làm sức mạnh thì mình phải soi rọi lại là giới hạnh và lòng kiên nhẫn của chúng ta. Không thể nào người nữ lấy sự sân hận để làm sức mạnh ở trong cuộc đời này. Đó là bài học thứ ba gửi đến toàn thể hội chúng hôm nay. Kính thưa các vị, tất cả chúng ta đều được gọi là những người con gái của Đức Phật, bởi vì ai cũng có lòng tin đối với Tam Bảo, ai cũng có giới hạnh, ai cũng biết bố thí và ai cũng tu tập trí tuệ. Có những vị gia đình khó khăn nhưng các vị lấy thời gian của mình để phụng sự là đang bố thí. Các vị không có tiền bạc nhưng lấy trí tuệ của mình để mà phụng sự nhân sinh là đang bố thí. Có người có tài sản thì đi chia sẻ giúp đỡ cho mọi người, đem niềm vui cho mọi người là sự bố thí.
Và nhất là người nữ chúng ta có một cách bố thí rất tuyệt vời, đó là bố thí vô úy, làm cho người khác không sợ hãi. Ai có chuyện buồn, chúng ta đến an ủi, giúp đỡ, chia sẻ. Đó là sự bố thí vô úy. Cho nên người nữ của chúng ta bố thí bằng sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh tâm từ bi, bằng tài sản nếu có, và bố thí sự vô úy, làm cho mọi người được an tâm, làm cho mọi người được hạnh phúc. Và cái công đức bố thí sự vô úy rất là lớn. Mà suy nghĩ rằng tất cả chúng ta là người con Phật đều biết bố thí vô úy. Đồng ý không các vị? Nhưng người nữ mình hy sinh nhiều, chịu đựng nhiều, chấp nhận. Ví dụ như có cái ngon là hy sinh nhỏ đó, là biết hiếu thảo dành cho cha mẹ. Có chồng con thì hy sinh cho chồng, cho con. Người phụ nữ lúc nào cũng hy sinh, nhưng mà mở miệng mà nói khổ cũng là người phụ nữ. Hy sinh nhiều, bố thí nhiều thì phước báo lớn, nhưng mà người phụ nữ là ít có hạnh phúc. Sư nói điều này có đúng không ạ? Người nữ hy sinh nhiều, tu tập nhiều, tu tập trước người nam, ăn chay trước người nam, giữ giới trước người nam, siêng đi chùa, siêng công đức công quả. Hội chúng là nữ đông hơn nam, nhưng mà một khi mà mở lời ra nói chuyện, người nữ lại than khổ nhiều hơn. Các vị vỗ tay đồng ý rồi thì mình phải suy xét tại sao nè. Đó, mình là người có phước báo nè, mình có tâm từ bi nè, mình xinh đẹp nè, vậy mà lại khổ nhiều, khóc nhiều. Đây nè, mấy cô gật đầu, dạ đúng nè, thấy chưa? Vậy là các vị sẽ thấy rằng đó, vì mình không có thiếu chánh kiến. Mà người thiếu chánh kiến là hay buồn trách cái hoàn cảnh chung quanh. Nếu có hai vợ chồng, nghe không? Thời đấy các chị lớn có gia đình á, mà nhà có chuyện buồn là đổ thừa cho ảnh, cho ổng, cho ông chồng. Có con thì trách con, sống với cha mẹ thì nói cha mẹ không hiểu mình, lên một cái hội chúng tu tập thì trách bạn bè, pháp lữ, anh em. Chứ con người ta không biết có chánh kiến để quay lại chính mình. Bây giờ bao nhiêu đức hạnh gì á, sư nói xong hết rồi, giờ cái phần này phần quan trọng. Tại vì nghe pháp để có hạnh phúc. Mà tại sao người nữ ít có hạnh phúc? Là bởi vì chúng ta chưa có chánh kiến, và hay trách móc, họ đổ tin thừa, chứ không bao giờ biết quay lại nhìn mình. Là việc này xảy ra không như ý hay thất bại đều có lỗi của tôi trong đó. Nếu chúng ta luôn luôn biết quay lại, quán sát lỗi mình và quán sát nhân quả, tức là chúng ta đã thiết lập chánh kiến trong cuộc sống. Mà chúng ta là người con Phật, sinh hoạt trong gia đình Phật tử, bi, trí, dũng. Nhưng mà sao người nữ mình chưa có trí dũng? Bi thì quá dư, trí chưa đủ, dũng không đủ, cho nên đau khổ nhiều. Và người nữ chúng ta hay đòi hỏi, nói là chấp nhận như vậy, nhưng cũng ít hài lòng với hoàn cảnh. Con ngoan muốn ngoan hơn, con giỏi muốn giỏi nhất trường, thấy không? Rồi gia đình mình đủ sống đủ mặc muốn dư thừa. Có nhiều người chồng tạo ác nghiệp là do bà vợ xúi, tại lo lòng tham muốn của người nữ, bản ngã của người nữ, không chịu thua ai. Và đó là một trong những nguyên nhân làm cho người nữ ta đau khổ. Bây giờ ta phải học hạnh Đức Phật đã dạy mình,
biết đủ là bởi vì đời sống chúng ta nó thể hiện cái nhân quả nghiệp báo của mình. Ngay cái xinh đẹp như vậy cũng là có nhân tốt mới được đẹp. Thì hãy cảm ơn cuộc đời. Đời sống của mình, nhà cửa, công ăn việc làm, chồng con là thể hiện nhân quả nghiệp báo của chính mình. Mình phải tinh tấn, mình tu lên, lập công bồi đức nhiều hơn. Cũng có người đi xuất gia luôn an lành hạnh phúc, có người đi xuất gia không có hạnh phúc. Là cái do cái chánh kiến này nè, có hiểu được không? Có hiểu được cái cuộc đời và bản chất cuộc sống hay không? Thì người nữ ít khi nào mà chấp nhận đó là lỗi của mình, mà do cái sự yếu đuối cho nên hay đổ thừa người khác. Người nữ hãy chấp nhận đó là lỗi của tôi, nó thể hiện sức mạnh, chứ không phải nhận lỗi là yếu đuối. Hãy nhận lỗi đó là sức mạnh. Các vị đồng ý không ạ? Đồng ý. Thứ hai, mình hoan hỷ biết ơn, đừng có đòi hỏi. Đây nè, cái đòi hỏi là cái bệnh mà. Cái bệnh của chúng ta là không hài lòng mà. Đó, chưa biết ơn mà. Cái hội chúng này tuyệt vời nè. Sư thấy các vị luôn nhìn lên Đức Phật mà. Chứ còn mà ai còn quẹo qua quẹo lại là chưa hài lòng với cái hoàn cảnh này. Phải rất lăn lộn ngoài kia kìa. Lăn lóc ngoài kia kìa mới hài lòng. Rồi ra ngoài đó lăn lóc thì nó nắng quá. Thấy không? Ngồi yên cũng không thích ngồi. Khổ thì không chịu nghe pháp. Coi như con người không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Một gia đình kia có hai anh em rất nghèo, nhưng hai anh em đó lại hiếu thảo, lao động vất vả sớm hôm để nuôi dưỡng người mẹ bị mù lòa. Người anh á, chăm chỉ vuốt từng chiếc nan để làm cái dù che mưa. Ngày xưa là dù không phải bằng kim loại, cái nan bằng kim loại như bây giờ, mà bằng nan tre. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những cái dù đó ở các vùng người dân tộc thiểu số, hay là chúng ta đi qua Nhật, qua Hàn Quốc, chúng ta sẽ thấy những cái dù làm bằng nan tre rất là đẹp. Và họ bán cái dù bằng nan tre bởi vì dù bằng nan nó mát và nó nhẹ, nhưng tất nhiên nó không bền. Người em đó thì bện từng sợi rơm để làm những đôi giày rơm đi cho êm chân. Cái câu chuyện này ở bên Nhật mà. Đi giày rơm, che dù bằng nan tre. Họ khéo tay và chăm chỉ từng ngày, cho nên dù rất đẹp và giày cũng rất là tinh xảo, và buôn bán cũng được, đủ sống và nuôi mẹ già. Bởi vì ai cũng thích đi giày rơm và che những cái dù bằng tre nhẹ nhàng giữa cái nắng. Việt Nam mình có cái nón lá là số 1 cho các vị. Nó nhẹ mà nó mát nghe. Sư đi giảng ở đâu sư cầm cái nón á, người ta cũng mượn cái nón người ta coi hết á. Người ta nói tại sao người Việt Nam thông minh như vậy, làm một cái chiếc nón nhẹ nhàng, nó tinh xảo mà nó mát như vậy. Đã qua tới Mỹ người ta cũng xin cái nón nữa các vị. Đi châu Âu, đi nước nào người ta cũng cầm cái nón của người Việt Nam hết á. Cho nên á, nhìn thấy gia đình Phật tử đội chiếc nón lá mà đứng hàng mấy trăm người với chiếc áo dài lam, cái nón lá, sư thấy quá đẹp, xin cho tràng pháo tay nữa. Thì bây giờ nhắc lại cái người ở bên Nhật này, người ta che dù bằng tre và đi giày rơm. Nhưng mà người mẹ thì lúc nào cũng không vui. Mọi người cứ không biết tại sao mà con cái nó hiếu thuận như vậy, nó siêng năng làm việc như vậy, mà bà ta lúc nào cũng khóc cả. Và hỏi ra thì mới biết như thế nào. Mỗi ngày bà đều hỏi mọi người, vì bà mù mà, cho nên bà hỏi mọi người chung quanh hôm nay trời nắng hay trời mưa. Và dù cho câu hỏi, câu trả lời là nắng thì bà cũng khóc, mà mưa thì bà cũng khóc. Một ngày kia có một người láng giềng đến chơi,
Bà lại hỏi, hôm nay trời nắng hay trời mưa? Người ta trả lời xong, bà lại khóc nữa. Nói mưa, bà nói trời ơi, nếu mà mưa đó, không có ai mua giày rơm hết á, tại giày rơm chỉ mang trời nắng thôi. Giày rơm á, mà đi ra mưa là nó chèm nhẹp, nó hư. Cho nên hôm nay mà trời mưa như vậy thì ai mua giày rơm cho con tôi? Thì bà khóc sưng mắt lên. Hôm sau có người đến nói trời nắng, thấy không? Thì lại không ai che dù, bà nói ai mua dù cho con tôi? Bà lại khóc. Cho nên á, bà khóc hoài. Và vì vậy, bà là một người phụ nữ không có hạnh phúc. Bởi vì lúc nào bà cũng phải muốn hai đứa con đều bán được hàng. Như vậy là sao? Ông trời 5 phút nắng, 5 phút mưa cho vừa ý bà hay sao đấy? Cho nên các vị biết không, người ta nghe bà tâm sự và khóc lóc xong rồi đó, người ta mới nói, bà ơi, sao bà không nghĩ lại? Nếu trời mưa, mọi người đều che dù, thì anh con trai lớn bán được hàng. Thì anh bán được hàng thì anh sẽ đem tiền về lo lắng cho gia đình. Còn mà nếu trời nắng thì đứa em trai, đứa con sâu của bà đó, nó bán được giày. Thì đứa nào cũng vậy, đứa này bán được, đứa kia không bán được. Cuộc sống là như vậy, mình hãy chấp nhận ở khía cạnh tương đối, đừng đòi hỏi mọi thứ như ý mình. Đó là chánh kiến trong cuộc sống. Đồng ý không? Vậy thì chúng ta nhìn lại đi, mình có đang không hài lòng không? Có. Chưa có ai nói là tôi hài lòng với cuộc sống này. Và bây giờ nếu hỏi bạn có hài lòng về cuộc sống không, các bạn sẽ trả lời sao? Sư bày cho các chị em một cách trả lời. Làm sao cuộc sống này có thể hài lòng? Mình làm sao hài lòng cuộc sống này? Nhưng tôi luôn biết ơn cuộc sống này. Tôi được thân người, tôi được nghe Phật Pháp. Tôi luôn biết ơn cuộc sống này. Đừng có đòi hài lòng với cuộc sống. Đồng ý không ạ? Cho nên cái câu chuyện này là chuyện vui. Sư nghĩ bà nào mà ngồi khóc như vậy? Câu chuyện để giáo hóa chúng ta. Nếu lúc nào cũng mong muốn mọi thứ như ý, chúng ta sẽ khóc suốt cả cuộc đời. Cứ tương đối thôi. Ngồi dưới đất vẫn rất vui. Ngồi trên ghế cảm ơn. Nằm trên giường biết ơn. Mà chẳng ai ngồi mãi và nằm mãi. Cũng có lúc phải vất ghế vất giường mà đi. Cuộc đời này cái gì cũng tương đối. Và do vậy cái gì đến ta đều biết ơn. Người phụ nữ hay khổ đau bởi vì muốn đứa A tốt, muốn đứa B phải tốt. Nhìn chồng mình lại đi so sánh với chồng người ta. Nhìn cái chỗ này lại quầy qua so sánh cái chỗ khác. Cho nên con người ta mất cái chánh kiến và lập trường. Con người như một khúc gỗ trôi sông, dạt bên này, dạt bên kia, không thể đi về niết bàn. Bởi vì cái tai này nghe nhiều thứ quá. Chúng ta là người đệ tử Phật, đã quy y Tam Bảo, đã giữ gìn năm giới, và còn học các cái hạnh bi trí dũng của người con Phật. Cứ đúng một con đường chánh kiến mà đi. Được không ạ? Điều thứ hai làm cho người nữ chúng ta không hạnh phúc, đó là nhìn phiến diện, không chịu nhìn toàn cục, nhìn một góc. Có cái gì xảy ra là lo khổ, lo khóc, mình phải nhìn toàn cục. Chẳng hạn Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc mấy ngàn năm, lúc nào cũng làm điều gì tốt nhất cho đất nước và dân tộc. Từ thời cha ông dựng nước cho đến bao nhiêu thời những cuộc chiến tranh giữ nước, rồi cho đến con cháu, Phật giáo chúng ta luôn đồng hành cùng dân tộc. Cái gì xảy ra đều là những hiện tượng nhất thời.
mà chúng ta luôn vâng lời Phật dạy, sống vững chắc kiên cường trong chánh pháp, đừng bao giờ nhìn phiến diện một góc nào đó để rồi mất niềm tin và đau khổ. Điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta phải nhìn thế nào đó. Bắt đầu mùa mưa tới, nắng thì vừa rồi nè, hạn hán 3-4 tháng trời ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trong các đoàn từ thiện không ít những người con Phật, các thầy, các sư dắt các người Phật tử, những đàn con của mình đi đến tận vùng sâu, vùng xa, những vùng hạn hán mà đem nước ngọt, đem từng cái bịch gạo, gói mì để chia sẻ, giúp đỡ, yêu thương. Thiên tai bão lũ miền Trung nè, năm nào cũng có, thì cũng từng người con Phật theo các thầy, các sư đi đến tận những vùng bão lũ, vùng sâu, vùng xa mà chia từng ký gạo, gói mì, cũng là từ tâm từ bi ban vui và cứu khổ của nhà Phật. Mùa hè tới nè, các vị phải cho con cháu về dự khóa tu mùa hè để mà nó nghe Phật pháp. Không có quý thầy, quý sư thuyết kinh giảng pháp, giới trẻ trầm cảm, giới trẻ buông lung phóng dật, giới trẻ đắm mình vào game, giới trẻ làm hư hại cuộc đời. Biết bao nhiêu đứa trẻ về chắp tay sám hối cha mẹ, sống một đời sống tốt lành nhờ các khóa tu mùa hè của quý thầy, quý sư. Chúng ta phải nhìn cái toàn cục là Phật giáo luôn luôn làm những gì tốt nhất cho đất nước, cho dân tộc, cho từng gia đình, từng cuộc sống của chúng ta. Không nên nhìn trên cái nhìn phiến diện. Nếu có cái nhìn rộng toàn cục như vậy, chúng ta luôn luôn phải hiểu cái bản chất của đạo Phật là từ bi và trí tuệ, là cứu khổ và ban vui. Chúng ta yên tâm, một lòng chung thủy với đạo màu son sắt. Tất cả chị em chúng ta có đồng ý với sư không ạ? Đưa tay cao lên đồng ý nào. Cái gì xảy ra nó là hiện tượng. Hiện tượng xảy ra hàng ngày, giống như ngày nắng ngày mưa. Mình nhìn vào hiện tượng để mà khóc à? Khóc cho chết, khóc cho đến khi mà mù mắt rồi chết luôn. Mình phải biết bản chất cuộc sống là có nắng có mưa, mình phải chấp nhận. Cũng như có một cái người nông dân nó rất giỏi, và ông trồng một cái vườn lê bốn mùa xăm tốt. Xăm tốt ở đây tức là năm nào cũng được mùa, chứ không phải bốn mùa xăm tốt là cây lê nó bốn mùa xăm tốt, không phải vậy. Năm nào ông cũng được mùa. Và bây giờ ông già rồi, ông có bốn người con trai. Ông nói chia làm bốn á, thì tụi nó chia rẽ với nhau, chi bằng là bốn anh em nó cùng chăm sóc. Cái chuyện này là hơi khó rồi đó. Đời này cứ chia ra rồi, chứ mà chung là có chuyện. Nó ích kỷ mà à. Cho nên ông á thì ông nói giờ làm sao trong bốn đứa con có một đứa lớn, nó chỉ bảo cho ba đứa em làm, thấy không? Rồi bán được mùa rồi tiền chia ra cho bốn anh em, thay vì là chia vườn lê làm bốn phần, thì hãy giữ nguyên cái vườn lê đó mà cùng nhau canh tác. Giống như gia đình Phật tử mình là có oanh vũ nam, oanh vũ nữ, ngành thanh có thiếu nam, thiếu nữ, phải đoàn kết với nhau chứ, làm sao tách ra được. Chỉ có những cái cuộc họp bạc như vậy để cho mình là cái đặc thù, để mà mình phát huy khả năng thôi. Chứ một cái đoàn thể, một gia đình nào mà muốn hưng thạnh là phải đoàn kết. Ngay trong những lúc khó khăn nhất lại phải càng đoàn kết, đừng có nói xấu nhau. Trong lúc khó khăn mà còn đi nói xấu nhau là tự giết mình. Phải đoàn kết, phải yêu thương nhau. Có đúng không các chị em? Tại cũng gì cũng con một cha một mẹ mà, sao mình quên điều đó? Mình chia rẽ nhau cha mẹ có vui đâu.
Cho nên sư nhắc lại cái ông nông dân, ông có 4 người con này. Ông mới nói rằng bây giờ cha muốn biết đứa con nào là đứa con trưởng thành, thì các con hãy lần lượt đi đến thăm vườn lê. Mỗi đứa sẽ chăm sóc vườn lê đó trong 3 tháng, rồi trở về nói kết quả cho ba nghe. Người con cả đã ra đi chăm vườn lê vào mùa đông. Mùa đông thì các vị biết rồi đó, lạnh lắm, thấy không nào, cây cối là lá rụng xác xơ. Đứa con thứ hai đi chăm vườn lê vào mùa xuân. Đứa con thứ ba đi chăm vào mùa hè. Và đứa con út chăm vườn lê vào mùa thu. Khi những người con quay về, ông gọi tất cả và nói các con hãy tả cho cha biết cái vườn lê con chăm sóc như thế nào. Đứa con cả nó nói rằng thưa cha, cây lê thật có lẽ bán đi là vừa, nó khô cằn và nó xấu xí lắm, không thể nào mà tồn tại được, tại vì nó chăm vào mùa đông cho nên lá rụng cây khô. Còn cái đứa thứ hai nó bảo không, 3 tháng con chăm sóc nó có rất là nhiều chồi lộc xanh và hứa hẹn, bởi vì cái đứa thứ hai nó chăm vào mùa xuân, nó có rất là nhiều chồi lộc xanh tốt. Đứa thứ ba nói con chăm vào mùa hè, hoa lá sum xê, mùi hương ngọt ngào, đó là cây lê đẹp nhất. Và đứa con út nó nói ba anh đều sai, em chăm lê vào cái lúc trái ra nặng trĩu, chỉ việc hái bán là đã có những số tiền rất là lớn. Cho nên 4 anh em cãi nhau, người thì nói giữ vườn lê, người thì bán vườn lê. Cha giải thích cho các con rằng này các con ơi, các con đều đúng cả, nhưng các con chỉ đúng trong một mùa, chứ các con không nhìn toàn bộ cuộc đời của cây lê trong một năm. Ta không thể nào đánh giá cái vườn lê đó trong một mùa xuân, hạ, thu, đông, mà phải đánh giá một năm để biết cây lê đó như thế nào. Nếu chúng ta bỏ cuộc khi mùa đông đến thì làm sao biết hứa hẹn của mùa xuân? Nếu chúng ta bỏ cái vẻ đẹp của mùa xuân, làm sao biết cái xanh tốt của mùa hè? Và cuối cùng, mùa thu là mùa thu hoạch, chúng ta không có. Do đó, cuộc sống của chúng ta phải trải qua những thăng trầm biến động để rồi có một cái nhận định sống như thế nào để có hạnh phúc an vui. Người nữ chúng ta không nên nhìn vấn đề một cách phiến diện, hãy nhìn toàn cục của vấn đề để đánh giá một Phật sự, một Pháp sự, một công việc hay trong gia đình của các vị. Hãy nhìn toàn cục để đánh giá. Nào các vị đồng ý không? Nếu nhìn em bé này, cái nói chê em bé đó, ủa mình mới nhìn một cái động thái nó nhảy múa, sao mình biết được trong lúc nó nghe pháp nó rất trang nghiêm, sao biết được ở nhà nó giúp đỡ mẹ cha như thế nào, nó chỉ lên đây nó chơi với các bạn mình nó hư lắm, nó nhảy múa không, đâu có được. Mình phải nhìn toàn cục về nhân cách, thì nó phải thể hiện qua nhiều mặt, nhiều môi trường, nhiều hoàn cảnh. Như một chị hướng dẫn em, nó chị nó khó tánh lắm. Chị khó mà có biết tâm từ của chị không? Chị hay rầy la mà có biết chị yêu thương các em không? Cái người nói ngọt ngọt như vậy mà biết người ta có hy sinh không? Mình phải nhìn toàn cục một hành trình dài, một nhiều phương diện trong một khóa tu, ngày tu và trong những ngày năm tháng mình sống bên nhau, mình mới biết được về một con người. Mà người nữ mình hay đau khổ bởi vì nhìn phiến diện và vội vàng đánh giá. Sư chia sẻ điều này, các chị em có đồng ý để rút kinh nghiệm không ạ?
Thế thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này hãy cảm ơn cuộc đời. Bởi vì không ai vừa ý. Trời không cho ai tất cả mà, cũng không bỏ ai hoàn toàn. Cuộc sống của chúng ta là đáp số nhân quả đời mình. Cho nên mình đừng có vội vàng trách chê cuộc sống. Thứ hai, không nên nhìn phiến diện để đánh giá cuộc sống. Điều thứ ba, và để kết thúc bài pháp đó, chúng ta có biết kiểm soát tâm niệm của mình không? Mình đang nghe pháp hay mình đang nghĩ gì? Mình có chiến thắng cái thân này chưa? Hay là bắt đầu lại muốn buông lung phóng dật? Con người ta chỉ tập trung được 10 phút là hết cỡ. Mình ngồi một tiếng, đó là chỉ có nhà Phật và những cái ông thầy, ông rèn đệ tử, ông mới cho đệ tử ngồi yên. Chứ con người ta không thích ngồi yên. Con người ta là tâm viên ý mã. Tâm nhảy như con khỉ, ý chạy như con ngựa. Và thân này còn dao động hơn con khỉ và con ngựa. Cho nên cái thời pháp một tiếng thì nhìn sơ là biết ai có thể chiến thắng cái tâm viên ý mã, ai là đang nghe và ai là không thể nghe. Vì con người ta tu là mình kiểm soát được tâm niệm, kiểm soát được thân của mình. Và chỉ có những cái người đã từng tu tập trong chánh niệm, người ta mới có thể ngồi yên. Còn không á, sư tâm sự với các vị, ở chùa Thiên Quang có một đạo tràng người mù mà. Những ngày tu đông có thể 500, 1000 người mà. Mà những cái ngày đầu tiên mà họ mới về cách đây độ 9, 10 năm, thì cứ 5-10 phút là phụng sự viên phải dắt đi ra ngoài, giơ tay lên đi uống nước, giơ tay lên đi vệ sinh. Vì họ mù mà, họ cần sự giúp đỡ. Nhưng bây giờ qua những năm tháng tu tập, họ ngồi nghe pháp, sư nói với các vị, không khéo chúng ta thua họ đấy. Họ ngồi và không bao giờ có cái vẻ rằng không muốn nghe, không dám như vậy. Rất là chánh niệm, hiểu hay không khoan nói. Và đó là họ đang theo dõi cái sự chánh niệm của thân. Người trí lại theo dõi chánh niệm của tâm. Họ tu mắt mù nhưng tâm không mù các vị. Mình mắt sáng mà tâm sáng nữa, phước báo của chúng ta rất là lớn. Cho nên ngày xưa các vị tỳ kheo khi chứng quả A-la-hán, Đức Thế Tôn rất là vui mừng, tán thán. Bởi vì Phật ra đời mục đích là giúp cho chúng sanh tu hành thoát khổ. Cho nên những vị mà sau khi chứng đắc quả A-la-hán rồi tu mãn hạ 3 tháng an cư, có 60 thầy tỳ kheo đảnh lễ Đức Phật để trình cái sở tu, sở chứng của mình. Thì 60 vị tỳ kheo đó cùng về để trình cái sự tu tập. Lúc đó Đức Thế Tôn mới thấy trưởng lão Mahapala lớn tuổi nhưng lại gắng sức tu hành và chứng đắc quả A-la-hán. Có những người lớn tuổi mà tu chứng quả các vị. Và mới dành cho trưởng lão Mahapala một cái hương thất để ông tu riêng một mình, chuyên tu. Một hôm có những cái vị tăng sĩ ở phương khác đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi bạch Đức Thế Tôn, vị trưởng lão này chứng quả A-la-hán, bước vào con đường thánh quả rồi mà sao vẫn bị mù mắt ạ? Đắc quả mà lại mù mắt nha các vị. Đức Phật kể, con người ta mắt sáng hay mắt mù, trí sáng hay trí ngu,
đều có một hành trình nhân quả từ quá khứ cho đến hiện tại. Cho nên những người mà được làm đệ tử Phật mà tu tập trong chánh pháp như vậy đó, phước báo rất là lớn. Có người muốn tu không có tu được đâu, muốn nghe pháp không nghe được đâu nha các vị. Phước báo của chúng ta rất là lớn. Thì mới hỏi tại sao cái vị trưởng hảo lão Mahabala này đã đắc A-la-hán rồi, cái phước về trí tuệ lớn như vậy mà sao lại mù mắt? Đức Phật nói vào thời quá khứ lâu xa, vị trưởng lão này là một thầy thuốc thần y, chuyên chữa về mắt. Người nào mắt mờ, màng kéo, vân vân, mà chỉ cần một giọt thuốc của ông ta thôi là mắt sáng trở lại. Cho nên ông là một thần y nổi tiếng. Thì ở trong xóm có một cái bà đó, mắt bị sưng, nhức, đau, và đi đến thầy thuốc này xin chữa. Bà trước khi đến thầy này, bà chữa rất là nhiều thầy, đều không hết. Và người ta nói trước sau gì bà cũng mù, tại vì chữa hoài không có hết. Cuối cùng thì bà gặp cái vị thầy này. Ông hỏi nguyên nhân, bà kể: cái mắt tôi đau đớn, mờ, bị nhiều tháng rồi, đi nhiều thầy không hết rồi, bây giờ ai mà chữa lành mắt cho tôi sẽ hầu hạ suốt đời. Không những tôi mà con trai con gái của tôi đều đến hầu hạ người đó. Đó là lời hứa đó. Vị thầy thuốc nói được, tôi sẽ chữa cho bà. Sau đó thì ông về nhà, ông phải bào chế thuốc. Bà nhỏ vào mắt, mắt bà hết đau, hết nhức và sáng trở lại. Sau khi sáng mắt, bà hối hận vì đã hứa như thế. Bà nói nhỏ có mấy giọt mà mắt sáng rồi, tại sao mình hứa là cả mình mà lẫn con phải đến hầu hạ ông ta? Bà quên rằng ông phải điều chế như thế nào mới ra cái thuốc đó chứ. Bà muốn phụ quên cái ơn đó. Cho nên bà đến gặp ông và nói: thầy ơi, tưởng là thuốc thầy hay, bây giờ nhỏ vào mắt tôi còn mờ hơn nữa. Bà nói như vậy để làm gì? Để bà nuốt lời hứa. Ông thầy thuốc biết bà nói dối, bèn nói: à thế hả, tôi còn có loại thuốc hay hơn, không những nhỏ vào cho sáng mà còn sáng hơn ngày xưa. Bà mừng quá nói: vậy thì ông hãy đưa tôi thuốc đó đi. Ông vào chế một loại thuốc đem về, bà nhỏ vào, mắt bà mù luôn. 49 gặp 50 nghe không? Bà nói mắt bà không sáng, bà muốn luôn nuốt lời hứa. Ông chế cho cái thuốc khác sáng hơn, nhưng mà nhỏ vào mù hơn. Nghĩa là gì? Lấy oán báo oán đó các vị. Và bà bị mù do cái niệm ác của ông ấy, mà bây giờ ông chứng quả A-la-hán, cái nghiệp ác ông ấy vẫn mang, là từng làm cho cái người phụ nữ đó đó mù. Nhưng mà cái bà này lại mang một cái tội gì? Tội gian dối, phụ ơn. Thế đời bà cũng không khá, mà ông này do làm người ta mù, cho nên khi đắc A-la-hán mà cái quả mù chưa hết. Vì vậy chúng ta là người con Phật thì cái pháp mà chúng ta phải nắm chắc, phải tin bất thối chuyển, đó là niềm tin nhân quả. Các vị nghe rõ không? Cho nên niệm ác khởi lên, thấy không, thành quả rồi. Chúng ta tu hãy giữ niệm an lành, thanh tịnh. Tâm không nghĩ ác, ý không nghĩ ác, thân không làm ác. Bởi vì mỗi niệm ác khởi lên đều kết tinh thành quả xấu. Ông chỉ khởi cái ý, à bà hứa bà không làm phải không, cho bà mù. Mà bao nhiêu kiếp sau ông mới đắc A-la-hán, chứ không phải kiếp sau mà ông đắc liền. Cả trăm kiếp, cả ngàn kiếp lăn lộn trong vòng luân hồi, ông vẫn mù.
Và đến kiếp cuối cùng, ông đắc A-la-hán vẫn là một vị A-la-hán mù, mặc dù tâm ông là tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng mắt ông vẫn là mắt mù. Cho nên sư nhắc các chị em và nhắc cả bản thân sư là đừng bao giờ mà nghi ngờ nhân quả. Hãy có một niềm tin nhân quả bất thối chuyển. Đồng ý không thưa toàn thể đạo tràng? Và đối với các chị em hôm nay đa số là huynh trưởng, chị trưởng dắt dẫn các em. Gia đình thì phải lo lắng cho con cháu. Sư rất trân quý. Vì các vị ở đây cũng là mẹ, có những người mẹ của sư, có người chị của sư, có dì của sư, có người ngang với sư, có người nhỏ hơn là em, là cháu, là con. Chúng ta chưa phải là thân bằng quyến thuộc kiếp này, thì vô lượng kiếp chúng ta đã là thân bằng quyến thuộc của nhau. Cho nên những gì mà sư nói rất chân thật để đền ơn mẹ mình trong quá khứ, bà mình trong quá khứ, thầy mình trong quá khứ, chị và em, con cháu của mình trong quá khứ. Chúng ta đều đã có mối liên quan trong quá khứ. Và chúng ta hãy biết rằng cái khó nhất ở trên cuộc đời này đó là sự kiên nhẫn. Cái sức nhẫn mới làm nên đạo. Cái nhẫn mới làm cho chúng ta kiên cường, trung thủy trong chánh pháp. Mà Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy, trên đời có ba hạng nhẫn. Bậc hạ là nhẫn với người trên mình, bậc trung là nhẫn với người ngang mình, bậc thượng là nhẫn với người dưới mình. Người ta căn cứ trình độ tu tập ở sự nhẫn nại yêu thương. Bậc hạ là chỉ nhẫn với người trên mình thôi. Ví dụ như chúng ta nhỏ, người lớn nói nghe, người lớn rời nhẫn chịu mô Phật, đó là nhẫn bậc hạ. Mà bây giờ đã khó kiếm rồi đó. Bây giờ là đốt chát, vô lễ. Chứ còn mình nhẫn với người lớn cũng chỉ là nhẫn bậc hạ thôi nha các vị. Nhẫn với người ngang mình là nhẫn bậc trung. Nhẫn với người nhỏ hơn mình là nhẫn bậc thượng. Mà người nhỏ mình nhẫn được, chứng tỏ là tình thương của mình rất lớn, mình mới nhẫn được. Chứ không vừa ý là biết, không vừa ý là sọc tia đơ le, đi ra gốc me ngồi chờ, nhẫn không được. Nhưng mình nhẫn được với bậc dưới mình, hóa ra đó là người tu bậc thượng. Nhẫn với người ngang hàng là nhẫn bậc trung. Bây giờ toàn 49 gặp 50 không, khó có nhẫn bậc trung. Nhẫn bậc thượng á hả, biết vâng lời là được khen rồi nha. Chứ thật sự với cái nhìn tuệ giác của Đức Phật, nhẫn với bậc lớn hơn thì chúng ta cũng là bậc hạ mà thôi. Cho nên sau tất cả những lời nhắn gửi với đạo tràng, ngành nữ, gia đình Phật tử, thì sư nhắc nhở các chị em hãy tu cái hạnh nhẫn nhục. Chính cái nhẫn nó thể hiện mình có tâm bi, chính cái nhẫn thể hiện mình có trí tuệ, và nhẫn thể hiện mình có đức dũng. Và đó là tất cả những gì mà sư gửi gắm cho đạo tràng, các chị em ngành nữ của chúng ta hôm nay. Mong rằng tất cả chúng ta hãy nhớ một điều thôi trong bài pháp hôm nay để ứng dụng, để cuộc đời của chúng ta đi đâu cũng thắp sáng ngọn đuốc của tình yêu thương, ngọn đuốc của trí tuệ. Và người nữ đi đến đâu, hoa đều nở trên đường quê hương. Thưa các vị, pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.